Cột đặt cọ đá. Xanh nào đã chào tất cả anh em cùng đam mê chim cu rái nha. Hôm nay mình có tuyển ra một số bộ phần của mình để mình chia sẻ lại cho những anh em nào cần để nuôi tuyển để sau này để lên được những một con mồi hay, một con mồi chiến để mình đi giao lưu hoặc là cùng để thực hiện đam mê nha anh em. Mình đây thì nay mình tuyển ra được là 2 4 6 7 con. 7 con này là nói chung là chim toàn bộ là gốc miền Đông. Chim Gia Lai có 2 con. Có 2 con là con này. Và con này là 2 con là cung tum nha. Còn 5 con kia là gốc toàn bộ là của Gia Lai hết. Mình đánh nay cũng được thuần cũng được hơn 2 tháng rồi nha anh em. Nói chung là chim mình đánh về là mình thuần để một khi để cho chim nó một là nó vững lòng, nó ăn uống đồ này kia là cho nó mạnh dạn. Nó đứng nó vững, không nhoi, không sôi, không tung. Rồi coi cái chất tố chất con chim nó nhanh như nó nhanh nổi hay không, rồi để mình mới tuyển chọn ra mình mới chia sẻ cho anh em. Rồi trước kia là mình đã đánh ở ngoài kèo thì mình lựa những con chim nào là có tố chất của nó là phải nước tiền, có kèm, rước, phóng, rù, nước hậu thì phải chuẩn đạt này kia, về mình mới tuyển chọn lại để mình chia sẻ với anh em mình cùng thực hiện đam mê nha anh em. Nói chung là chim mình lựa cho dù cái nước tiền của nó, nếu con nào không có kèm hoặc là kèm thưa thì cũng phải có kéo lại cái là thúc lẹ dồn rước mạnh là cái nước tiền của nó mình mới có thể là mình mới tuyển chọn lại được. Chứ những con mà kiểu mà thúc cà ghề mà thúc chay tháng 5 tiếng tháng 10 tiếng buồn ngủ gần chết, mấy con đó mà bắt về thì xin lỗi nữa, mấy anh em nói mình nuôi chi cho mất công, tốn phí công sức của mình cực khổ thêm nữa, nó ra lên thành mồi chơi trò trống không ra gì hết. Mà một khi nó đã lên mồi rồi và nó chơi không ưng không đạt, lúc đó mình bỏ thì tiếc, mà mình cầm mình đi đánh đi giao lưu thì mình không lợi người ta thì mình càng uất ức và càng bức xúc tức thêm nữa. Nên bởi vậy mình khuyên anh em, một khi mình muốn
Mình khuyên tất cả anh em đam mê của mình á, một khi muốn nuôi một con tiễn, một cái con nào nuôi lên thành một con mồi để sau này mình chơi cho ưng ý, mình tốt nhất mình phải lựa những một con bổi phải cho nó đạt chuẩn từ nước tiền nước hậu, chơi chơi phải cho nó đạt, nó chuẩn và ok. Thường thường người ta nói á, mình chơi môn này á, mình không cần số lượng nhưng mà phải cần cái là chất lượng nha anh em. Quan trọng là cái chất lượng của nó. Thà mình nuôi á, 1-2 con nhưng mà cái chất lượng con nào xứng đáng con nấy, nước chơi từ nước tiền nước hậu con nào cũng phải đạt xuất sắc hết. Còn hơn mà nuôi á, hàng chục con mà đem ra chẳng con nào ra con nào hết cũng như không. Đây để cho mình, rồi mình cho anh em tham khảo từng con nha anh em. Đây là con số 1 nha anh em. Anh em coi chim từ vàng quy và tướng tá cùm lông lá nó đóng đi, rồi anh em coi ưng con nào chốt con nào báo em nha anh em ơi. Đây là con số 1. Đây là con số 2. Con số 2 này là chim là gốc cung tum, gốc ở cung tum nha anh em. Đây con số 2. Anh em coi đi. Tướng tá lông lá này kia thì chơi, nói chung là chim thì anh em là khỏi bàn về vấn đề tiền hậu nha, nên anh em cũng yên tâm nha. Mình đã tuyển chọn lọc lên rồi thuần lên lòng cho đạt chuẩn ok, rồi mình mới cảm thấy được, mình mới chia sẻ lại cho những anh em mình cùng đam mê nha. Đây con số 3 nha anh. Con số 3 nha anh em. Con số 3, con này giọng thổ, thổ pha rất tốt, nước gù rất cứng nha. Con này gù rất cứng nha anh em. Con này gù khá lắm, rước cũng tốt. Anh em nhìn cái dàn cườm mà con, những con chim nào mà mình nói với anh em á, con nào mà gù nhiều hay là gù ít á, nói chung là nhìn vô á là mình nói sơ qua là anh em biết chơi là nhìn là biết liền. Cùng vàng chắc cỡ đó mà cùng dây không thì con chim là phải già gù thôi, chứ không có đường nào mà gù ít. Còn những người mà ta nói con chim gù nhiều mà coi lại á, có vài ba hạt cườm á, mà nói á, sao mà gù nhiều được. Cái đó mà gù miệng á, chứ gù sao mà gù nhiều được đó. Con chim nó coi nó gù ít hay nhiều là con chằn cồm nó đóng là phải xuất sắc. Đây con số 4 nha anh em. Đây con số 4 nha anh em. Đó anh em coi tướng tá chim và lông lá và cùm hình dáng chim đi nha. Đây con số 4. Đây con số 5 nha anh em. Anh em ưng con nào á thì alo rồi báo em nha. Báo em ưng con nào thì báo em rồi em chốt để lại cho anh em nha. Con này cũng là một con thổ nha. Con này con thổ rất tốt tiếng nha. Con này có cái đặc biệt là lớn con nha, bụi trần dần như cái đồ câu lớn lắm. Con này lớn con bóp tay á, bóp không hết luôn. Này con số 6 nha anh em. Đây con số 6. Đây con số 7 là cũng là con cuối cùng nha anh em, 7 con nha. Đây con số 7. Con số 7 thì đối có cái là vàng quy và hình dáng của nó chim gốc chuẩn và đẹp lắm nha anh em. Nước chơi của nó thì thôi khỏi bàn. Nước gù của nó thì nước hậu của nó thì nói chung là gù thì bao gù luôn. Đây. Đây là con số 7. Đó.
là 7 con toàn bộ là chim gốc miền Đông hết nha anh em. Anh em nào thích ưng thì alo em nha. Dưới đây mình còn một cặp chim đồng bằng nha. Anh em nào có thích nuôi chơi, nghe kêu gái chơi hoặc thả AV thì vô vô bắt mình để lấy giá lúa cho thôi nha. Đây một cặp đồng bằng. Đây. Còn hai con này là hai con miền Đông mới quánh về, từng vô bên đây là con khẩu, vẫn là con đồng. Vẫn là con đồng pha nha. Đây là con khẩu. Khẩu này là lai lai cấn pha, nó là khẩu hơi cấn hơi sấm, tốt tiếng lắm. Mình còn đang thừng trong chuồng lớn đừng cho nó ăn uống đồ này kia, từng nào nó cứng đàng hoàng nó ăn đồ này thấy ok mình mới lên lồng nhỏ nha anh em. Chứ chim mà anh em mới bắt về mà anh em nè, đó tốt nhất là để lúa gì nè, lúa nước gì nè, đừng cho nó thấy đồ này kia cho nó ăn rồi. Chứ chim mà mới bắt về mà anh em giục vô lên lồng lớn lồng nhỏ liền là lơ mơ, nhiều con nó không biết đường nó ăn rồi, cái đầu dần dần từ từ cái nó chết.